Chúng tôi là một cái chậu, một bộ chậu là hai một thước rưỡi. Và chúng ta gấp khuôn trước đi. Đây là chúng ta gấp khuôn cho cái khuôn chậu một thước rưỡi chúng ta đo ra rồi. Bề ngang cái bán kính của nó là 75 cm. Có nghĩa là cái đường kính của nó là một mét rưỡi gấp đôi. Với cái chậu một mét rưỡi này thì cái khối lượng nó cát nó rất là lớn. Rồi các bạn theo dõi nha. Vì tôi cũng ra ngoài tôi làm luôn rồi. Cái chiều cao của cây cẩm của mình là tầm 2,5 m, chúng ta cắm sâu xuống tầm khoảng là gần tạ 6 7 tấc. Thì theo cái sắt mà các bạn dài như thế nào các bạn cắm cho nó sâu thì ok. Các bạn theo dõi nha, chúng tôi bắt đầu làm đây. Xúc với khối lượng cát này, chắc tầm khoảng đâu 2 khối cát, rất là nhiều. Các bạn nhớ là đạp cho nó dẻ, càng dẻ càng tốt. Cái gâu làm khuôn cát là khuôn cực nhất các bạn, tại vì cần khối lượng cát cái màu lớn. Đến giai đoạn cắt sắt thì chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn ha. Bây giờ giai đoạn này giai đoạn chúng ta xúc cát vào.